Theo Washington Post, nghiên cứu kéo dài trong 2 năm về thói quen ngủ của hơn 600 sinh viên năm nhất đại học cho thấy, càng ngủ ít mỗi đêm, điểm trung bình cuối kỳ học của sinh viên càng thấp. Nghiên cứu này được công bố hôm 13 tháng 2 trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra, cứ mỗi giờ ngủ trung bình một đêm bị mất đi khi bắt đầu học kỳ có liên quan đến việc giảm 0,07 điểm GPA cuối kỳ của sinh viên. David Creswell, tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư tâm lý học, khoa học thần kinh tại Đại học Carnegie Mellon cho biết, khi sinh viên ngủ ít hơn 6 tiếng một đêm, ảnh hưởng của việc mất ngủ đối với điểm số của họ thậm chí còn rõ rệt hơn. Ông Creswell cho hay, để theo dõi giấc ngủ, sinh viên sẽ đeo thiết bị Fitbit Flex hoặc Fitbit HR trong toàn bộ học kỳ. Nhóm tác giả tránh nghiên cứu thói quen ngủ của sinh viên trong đợt thi cuối kỳ và lúc làm bài báo cáo học kỳ vì họ cho rằng giấc ngủ trung bình của sinh viên sẽ tiếp tục giảm. Ông Creswell không rõ tại sao ngủ ít lại khiến sinh viên có điểm trung bình thấp hơn. Nếu ngủ trong thời gian dài, không bị gián đoạn, sẽ giúp ích cho giấc ngủ REM. Giai đoạn giấc ngủ có liên quan đến cải thiện trí nhớ. Trái lại, ngủ không đủ giấc sẽ tạo ra tình trạng nợ ngủ theo thời gian, khiến sinh viên không thể tập trung. Ông Creswell chia sẻ, chúng tôi thực sự có thể dạy cho sinh viên năm nhất đại học các kiểu ngủ tốt hơn, từ đó giúp họ đạt được thành tích học tập tốt hơn.